Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái giường. Đây là mình cái giường và cái tháp, nên là mình sẽ tách cái bản vẽ này riêng ra bằng cái lệnh VKF. Cái lệnh white block này nhá. Chúng ta chọn millimeter này và chọn đối tượng mà chúng ta cần tách. Ở đây các bạn thì có thể nhìn kỹ hơn thì bạn chọn cả cái phòng này luôn, nhưng đây mình chỉ cần chọn chi tiết giường này thôi. Sau đó enter. Bạn sẽ chọn là cái vị trí đường dẫn bạn lưu đi đâu. Tên là gì? Mình đây là tên là giường nhá. Trong phần document. Ok. Sau khi mình tách xong ấy, chúng ta vào cái file mà chúng ta vừa tách ra. Chúng ta mở nó lên. Cho bạn tắt cái file gốc này đi này. Đồng xếp này. Trong file giường này chúng ta cũng thể copy ở gì đó ở đây, nhưng mình không cần copy nữa, mình xóa hết bớt cái này đi. Ở đây mình dùng một số cái lệnh tắt để mình xóa chữ này. Cái này của bạn thì không có đâu. Sau này chúng ta sẽ biết nhiều nên dùng nip thì tốt hơn. Ở đây chúng ta sẽ quan trọng nhất là cái mặt cắt quả của thành giường này và chi tiết giường, liệu cái giường trước nha. Mặt đứng thì không quan trọng lắm đâu, nhưng trong bài này chúng ta chỉ cần lấy mặt cắt là được. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh BO để chúng ta tạo cái đường khép kín, được chưa? Đây là mặt cắt rồi. Chúng ta chỉ cần cái thanh này là quan trọng này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái nét, không phải là cái nét màu vàng. Đó, chúng ta chọn một cái nét khác. Có thể lấy nét y điện thì cũng được này, được chưa? Mình sẽ vẽ tạo nét tiếp theo, đó chính là nét y điện, lệnh BO. BO để tạo đường khép kín. Sau đó pick vào đây này. Đó. Enter. Tiếp theo mình chọn một cái nét khác nữa, idim chẳng hạn, cũng BO, tích, mình tích vào đây này, enter, tích tiếp, nó báo cái này là không được này, cái này nó thẳng nó rất là dễ, nó vẽ RGC một cái tích tăng cũng được, mà bạn chọn đây này, kích vào điểm dưới này, kéo lên trên này. Vậy là mình xong cái mặt cắt của đối tượng rồi đó. Như vậy mình đủ cơ sở mình dựng hình ở trên mặt đứng. Sau đó mình cái copy cái này ra ngoài. CO, bạn nên CO theo một thông số nào đó khoảng 1000 đi. Enter. Đó, mình sẽ lấy thằng này nhá. Còn các cái nét ở bên đấy thì mình không nói, được chưa? Rồi bạn muốn vẽ cái thanh bên cạnh này nữa thì thực ra nó phải nhìn mặt bằng, mặt đứng, mặt bên. Đây mình cắt có một mặt cắt thôi. Thì mặt bên thì bạn cứ vẽ luôn cho mình cái thanh ở đây này. Bằng một cái nét khác. Nha. Nét mảnh chẳng hạn, hoặc là nét đồ cắm đi. REC. Đây chính là mặt đứng của nó đấy. Thì bạn cũng vẽ ở đây luôn. Được chưa? Sau này mình chỉ cái chút lên thôi. Mở Enter, bắt điểm. Đó. Còn thằng này thì sau này nó cong rồi thì mình cứ vậy mình làm thôi. Đó. Như vậy là ok, là mình xong cái phần giường. Chỉ cần như thế này thôi là chúng ta đã vẽ được một cái giường rồi. Được chưa? Còn bạn muốn lấy cái giường này sang bên kia để dùng bắt điểm, nó có cái cơ sở thì bạn xuất nó qua. Đó. Thì trước khi xuất nó qua thì mình nên đưa nó về một nét thôi. Đó. Mình sẽ đưa chọn toàn bộ các cái nét này. Mình đưa về một nét thôi. Có một cái nét nào đó cũng được, bạn chọn đây, bạn chọn nét vào nét số 0, số 1, số 2, số 3 thì đưa số nào cũng được. Mục đích sang kia nó sẽ thành một những đối tượng cùng một laser này, này thì sẽ được attach lại với nhau. Đây chúng ta cũng đưa nó về một nét nhá. Rồi. Còn bên trên này nó là được tách rồi. Còn bên dưới thì chúng ta còn thiếu cái chân này nữa đúng không? Thêm một lệnh BO nữa đi. Một cái nét khác. BL này. Rồi, mình cầm nét này mình di chuyển sang lên trên này là xong. Sau đó chúng ta lại tách tiếp cái giường này riêng ra thành một cái giường mới, được chưa? Xóa này đi này. Với kép này. Mình quay vào lớp. Chọn. Enter. Millimeter và đặt tên đây giường là giường mới.
vào đầu ok. Rồi mình sang 3D Max nhé. File, mình reset cái file này đi. Bạn nào cài tool rồi thì dùng chức năng import ở đây sẵn luôn nhé. Còn bạn nào chưa cài tool thì chúng ta làm như sau. File, import, import, import hai lần nhé. Chúng ta tìm là cái nơi mà mình chứa Dev Modify, cái dường mới đây này, open. Chúng ta sẽ để chức năng, lưu ý trong phần này phải lưu ý này, chúng ta phải để chức năng lùi keo này nó sáng lên. Và thông số ở đây nếu nó là cái gì nữa thì chúng ta phải chọn là millimeter, ok. Nhưng trước khi làm thì bạn ấy kỹ xem cất tầm vào đây xem là nó đúng tỷ lệ là millimeter chưa. Không kiểu nó sai nhé, nó phải đồng bộ với nhau hết là millimeter. Khi nó đồng bộ hết là millimeter rồi thì sang bên này thì không có vấn đề gì nữa. Tz này, bỏ g đi. Ở đây chúng ta sẽ chút. Nếu bạn muốn đi chút nó tốt ấy, thì chúng ta có thể sang bên kết này, chúng ta dùng lệnh đo. Bạn mới thì bạn kích vào đây bạn đo này. Cái giường thì đây chút đi bao nhiêu rồi đúng không? Cái chức lên 2080 nhá. Thì sang bên này chúng ta sẽ chút đối tượng này lên thông số là 2080, được chưa? Cái 3 này. À, quên mất cái phần vừa nãy import này tí mình nói sau. Ở đây bạn muốn nét, nó nét có màu thì bạn chọn toàn bộ này, bạn bấm chọn đây này, cho nó cái màu nào đó thì nó sẽ không bị à, nó không theo luôn à. Còn phím mờ nhá, sau này chúng ta sẽ làm thôi đi, mình sẽ xóa lại, mình làm lại cái phần import này vào nhá. File reset đi. Chúng ta sẽ bỏ g đi này. Bạn nào cài tool thì dùng chức này, năng import ở đây. Còn bạn nào chưa cài thì vào file import, import. Chúng ta sẽ chọn file dường mới này, open. Trong phần này chúng ta nhớ kích hoạt chức năng decal này cho nó sáng lên và chọn millimeter cho mình. Trong phần cái phần sổ mà phần này này, chúng ta sổ mũi tên vào đây, chọn cho mình chức năng là layer nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy màu đối tượng theo layer, được chưa? Layer bên két đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ bấm TZ vào phím G đi. Ở đây chúng ta sẽ bấm chọn đối tượng này này. Bấm một chút. Thông số là 2080. 3. Là ít chút đối tượng được nên là 2050 theo cái thông số mà chúng ta vừa làm đây rồi đây này. Được chưa? Tiếp theo thì cái thành dưới này cũng vậy. Bạn cũng ít chút cái thông số vừa nãy cũng được. Chọn vào đây copy cũng được. Chọn lại vào đây và paste. Chọn hết các đối tượng ở đây bạn paste cũng được. À đây là chọn một đối tượng một. Đây cũng là một cách nhé. Thì chỗ này chúng ta sẽ làm thường thường, nó chỗ này khoảng 100 rồi. Làm thanh gỗ này cho 2 năm cho nó khỏe. Được chưa? Sau đó chọn nguyên cái đối tượng này. Bạn xoay đi 90 độ. Tắt đi, chọn nguyên cái cụm này này, bấm xoay. Đây, vậy là xong. Cái phần bên này thì chúng ta này TZ này. Mình di chuyển ra ngoài một tí nhé. Chúng ta sẽ dùng chức năng truy bắt điểm mà chúng ta bắt điểm cho nó chính xác còn được. À, đấy, bỏ phím G đi, F3 này, bắt điểm. Chữ Y đúng không? Quên mình lại ra làm cả cái này luôn cũng được. Bỏ bắt điểm đi. Intern ok. TZ F3 này. Bắt điểm này. Vừa nãy mình kiểm tra cái tab bên kia nó là chính là chiều cao nó là 1, 2, 3, 5 thì chúng ta dùng shift. Bạn bắt điểm cũng được. Chọn copy thôi. Nhưng con số 1 2, 3, 5, Enter. Cần đối tượng nhưng mà TZ. Có thể bạn khóa chụp cũng được mà không khóa chụp cũng được. Cần Z nhé. Và phím S đi, mình đưa gần đến trước đấy. Chưa?
Tương tự như thế bạn mirror hoặc là lật sang bên kia. Hoặc cũng add đi nha, kéo tự do trước. Instant ok. À thôi cái phần bên này mình vẽ luôn cái tab đi, sau đó mình kéo sang một thể. Thì giờ đến phần tab. Vừa nãy mình mới tách xong cái phần giường, đây là phần tab. Phần tab nó liên quan đến phần mặt cắt của cánh, và đây chính là cánh. Được chưa? Mà chỉ lấy cái nét cắt của cánh này là xong. Và cái phần đối tượng ở bên trên này. Được chưa? Đấy, mặt đứng của nó đây. Mặt bằng đây, cắt mặt bằng đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mặt đứng này thì đã xong rồi thì không nói nhá. Có thể bạn làm như thế này cũng được. Được chưa? Mà BO bạn làm cũng được thì nó sẽ kín. Thực ra trong 3D Max thì không nhất thiết phải diễn như vừa nãy. Nếu mặt cắt như này thì quá đúng rồi, còn có thể bạn dùng BO này như thế này. Ở đây nó hở thì có thể bạn copy này ra đi. BO này. Cái file này lỗi, nó không biết sao nó bị hở ở chỗ nào đó, nó không cho BO nhé. Chúng ta sẽ BO đối tượng như này là ok này. Thì chúng ta sang cái ấy chút nên là xong thì không phải cắt nó lại nhé. Bích vào vùng trống này này. Này là cái đường này, như mình nói nhá. Tí nữa mình sẽ chút lại này cho bạn xem nhá. Cái này để dành thôi. Được chưa? Tí nữa mình sẽ không dựng chi tiết cấu tạo này nữa, mà mình vẽ trong 3D Max thì mình cứ dựng như này thôi. Còn sau này bộ kỹ thuật thì mình mới tính tiếp. Bộ kỹ thuật đây là phần bộ kỹ thuật. Thì cứ vẽ 3D đi sau này bổ sau, được chưa? Phần bổ trước mình nói rồi đấy. Còn bạn muốn vẽ 3D giống thì lại một vấn đề khác. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mặt cắt đầu tiên là cái thằng bên trên này, là lấy thằng đối tượng này này, được chưa? Và cái cánh này lấy đối tượng này. Thì cánh có thể bạn vẽ trên mặt đứng này cũng được nha, trên mặt đứng này cũng được. Đó. Đây thì mình sẽ lấy luôn trên mặt mặt cắt luôn, tất cả lấy mặt cắt hết. Thì ở đây có hack, có thể mình chỉ cho bạn thêm phương pháp nữa. Nếu mà hack tốt chúng ta dùng luôn hack nha. Chọn hai cái đường hack này này. Chỗ này nó chưa đúng nha, kéo ra cho đủ đi. À, chúng ta chọn ba cái đường hack này, chúng ta dùng hack. Có thể dùng hack, có thể dùng BO, tùy. Chúng ta sẽ CO này. Kích vào điểm đây. Mắt cái hack ra đây này. Được chưa? Sau đó chúng ta chọn. Các bạn nếu mà cài rồi thì nó có chức năng mẹt hack hay mẹt ba đối tượng này thành một cũng được. Không, bạn làm ba cái một lúc cũng được. General bao đây nhá. Chọn này. General vào đây này. Chọn General vào đây. Còn bạn nào có cái lệnh mẹt hack ấy thì chúng ta sẽ sử dụng lên chức năng mẹt hack cũng được. Thì sẽ làm một lần thôi. Chọn đối tượng này, bấm lệnh MH. À, thì ba đối tượng này chúng ta chỉ chuột phải là một lần thôi là cũng được. Sau đó delete đi nhé, nó cần không chết. Thì bạn nếu bạn có dùng thì dùng, mà không dùng cũng được. À, mình xóa cái này đi. Nếu mà chúng ta làm ba cái này một lúc thì ba cái này nó cùng với nhau thì đều dày bằng nhau được, nhưng riêng đối tượng này thì không được cùng màu, nó phải là một màu khác. Được chưa? Bạn vì sao cái này ấy sẽ là hai cái cánh và ấy chút nên nó phải làm hai lần, còn cái này sẽ ấy chút luôn. Được chưa? Do cái này nó khác nên là chúng ta không thể dùng được. Còn bạn nào muốn lấy cái miếng bịt mà muốn bịt lõm ấy thì chúng ta cũng chế ra được nhá. Chúng ta sẽ lấy cái phần mặt cắt ở đây. Ở đây mình sẽ copy này ra để mình lấy cái phần bịt. Mình xóa cái thằng này đi. Đây là cái tấm bịt bên hông nếu bạn muốn. Được chưa? Bạn kéo này, bạn kéo đây là được. Đây, đây chính là phần bịt bên hông, sau này mình chút lên mình cũng BO lại. Sau đó mình đổi nét cho nét này đi. Đây, bạn đưa chính vào đây. Thì sau này bạn ấy chút đối tượng này lên, sau ấy chút lấy thằng này xeo, lấy chút lên nữa là xong. Bạn thích cần thì bạn đưa luôn cả cái nét này vào luôn trong này luôn. Còn bạn muốn làm khe hở bao nhiêu ni thì chúng ta kéo luôn đây xuống. Nhưng muốn làm khe hở đây là 3 ni chẳng hạn, kéo đây là 3 ly. Được chưa? Nó sẽ hở 3 ly. Chúng ta sẽ móc bên dưới nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xuất cái nét này sang, đây chính là cái tab.
Cái tab này thì nó có nhiều kiểu nhá. Tab ở đây thì tuy là mặt cắt như thế nhưng đây nó là các cái đố nó ghép lại cơ. À, nhưng mà giờ mình sẽ bỏ qua phần đố này nhá, không tính phần đố này nữa. Cái cấu tạo của cái rừng này nó khác. Thì coi như là nó phẳng đi. Phẳng như này nha, và chia hai thôi. Còn bạn muốn vẽ giống thì bạn ghép nhiều cái thanh hình chữ nhật lại với nhau thì được. À, thì tí nữa mình sẽ nói, mình sẽ làm phẳng như này thôi nhá. Bây giờ bạn tách cái bản vẽ này ra cho mình. Mình kép. Chúng ta chọn select. Mà bạn ghi lên là tab cũng được, đặt tên là gì cũng được. PAB. Ok. Đó. Và bây giờ mình sẽ sang bên kia mình lấy phần tab. Import. Open. Theo delimiter, ok. Đấy thì nó sẽ nằm đúng ở đây rồi. Ví dụ vừa nãy ở đây, vừa nãy mình ấy chút lên là 1, không bao nhiêu, mình quên mất rồi. 1, 2, 3, 5 đúng không? Và mình ấy chút đối tượng này lên 1, 2, 3, 5 cũng được. 1, 2, 3, 5. Được chưa? Sau đó xoay đi 90 độ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái cánh tủ và cái hầu hồi này. Cánh tủ này với chúng ta ít chút là làm đôi. Ít chút 617. Sau đó mình ta dựng shift, chúng ta kéo sang. Ở đây mình sẽ kéo tương đối thôi. Khóa này. Bắt 3D này. Chọn điểm này này. Giữ shift. Kéo vào đây này, Intern ok. Bây giờ mình có cái khe hở đây này. Hai bên hồi này thì nó đang rỗng. Có cái thanh này này. Chúng lấy chút lên 18. Cái 3 này, được chưa? Nó có độ dày 18 rồi đó. Mình vừa chạy đi một tí đâu. Tiếp theo cái thanh này chúng ta cũng có thể cầm khóa nhé, cần tôi Z này. Khóa đối tượng này. Mặt quan điểm đây này, bỏ A đi, cầm cạnh này giữ shift, kéo sang đây, Intern ok, F3 này, đây đang kéo sai rồi, chưa, bây giờ chúng ta đã xong cái phần này, lắp cái phần này vào đây là xong. Tay Z mình kéo gần đi nào rồi mình bắt điểm sau nhé. Bỏ con S. Rồi giờ bắt điểm này. Chưa, nó bên dưới nó chưa được thì bắt điểm lần nữa. Không mà để chế độ 3D thì bắt. Bỏ con D đi nhá. Mặt cứ xoay đến góc nào mà chúng ta dễ nhìn nhất thì chúng ta làm việc. Rồi, giữ ô này, giữ ship này. Chỗ này mình khóa lại lần nữa, mình kéo nó lên đây. Và như vậy là mình xong cái phần tab. Được chưa? Giống nhau, 100% này, 24 này. Chưa? Từ thực tế khi thi công chỗ này nó sẽ có cái phần kết nối. Được chưa? Vậy là chúng ta đặt cái giường mà nó xong.